xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 4 tháng 9 năm 2019. Chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình yêu thương của mình. Và hai số điện thoại vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Hình thức chuyển hàng của nhà em là chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Khi các bác nhận hàng thì vui lòng là thanh toán cho em cả tiền hàng và tiền cước cho bên bưu tá đi phát hàng cho mình nhé. Tiền cước thì được tính theo bảng cước chung của bên bưu điện và được và khách hàng chi trả phần tiền cước này ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà em cập bến thêm một số mặt hàng thuần và mặt hàng kg thì có lẽ là ngày mai thì nhà em sẽ cập bến nhiều và đầy đủ hơn. Thì rất mong các bác có thể theo dõi và hôm nay chỉ còn lại tồn lại một chút những mặt hàng em vẫn đang bán thanh lý ạ, để cho các bác về các bác làm dấu. Hôm nay thì giới thiệu mà về thêm một cái lô, đó chính là phụ nữ sao đêm. Phụ nữ sao đêm hàng đang ngầm hoa, đang nụ hoa nhé. Và lô điện lan cọp đỏ hàng lá biên ấy thì có lẽ là xe nó về hơi muộn một chút nên là các bác có thể đặt hàng và ngày mai em sẽ lên video để các bác có thể là theo dõi được cái mặt hàng địa lan cọc đỏ. Hàng đấy thì nhà em bán khá là đắt hàng, chạy hàng và em bán là 180.000 đồng một chậu. Thông báo trước để các bác có thể đặt hàng bởi vì hôm vừa rồi em có nợ đơn một số bác đặt hai chậu ấy, tuy nhiên thì nó hiện tại hết hàng thì ngày mai về em sẽ gửi bổ sung cho các bác sau. Và buổi tối hôm nay thì có những mặt hàng như sau thì em xin phép là sẽ đi qua những mặt hàng này và các bác có thể tiện đặt hàng thì các bác nhắn tin hoặc là gọi điện, nếu mà muộn quá các bác có thể để lại tin nhắn và bao gồm thông tin là tên, địa chỉ và tên mặt hàng mình cần đặt nhé, thì em sẽ check tất cả các tin nhắn của các bác và em sẽ phản hồi lại. Và hôm nay thì có cả hoàng nhạn tháng 8, hàng chip hôm qua về nhà em về số lượng nhiều, hàng vẫn còn để cho các bác có thể sưu tầm cái dòng hoa đang rất là hot trên thị trường. Và ngày mai thì về có về thêm một lô đai châu số lượng lớn, đai châu rừng số lượng lớn á. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu qua những mặt hàng buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là hồ điệp thơm ạ. Hôm qua thì em cũng đã giới thiệu mọi người là cái dòng hoa này rất là thơm, hoa hàng mới về nha em. Và thời điểm này thì hồ điệp thơm đang thời điểm có nụ. Mọi người có thể tham khảo cái mặt bông mà nhà vườn gửi em để các bác có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của cây hồ điệp thơm. Và hoa nó rất là thơm nhé các bác nhé. Đây ạ, đây là mặt bông của hồ điệp thơm ạ. Đấy, hoa nó cũng rất là nhìn nó rất là bắt mắt và dễ chịu đúng không ạ? Đó, cái này không nhận lấy được nét rồi. Để em lấy nét nhé các bác nhé. Đấy, mặt bông của nó khá là sai hoa. Và khi em zoom lên thì các bác nhìn cái hoa của nó khá là xen kẽ nhau, màu trắng và màu hồng, màu tím. Một bầu như vậy em bán là 90.000 đồng một bầu. Đấy, 90.000 đồng một bầu. Đấy, cái về các bác có thể chơi hoa được luôn. Ồ, cái này bị hỏng lá rồi. Cây nào bị lỗi thì chắc chắn em sẽ bỏ ra ngoài. Bởi vì thực ra là những cái hàng này ấy, là những hàng thuần, vận chuyển qua đường xe pháo nhiều khi nó sẽ không đảm bảo. Tuy nhiên thì các bác yên tâm là bao giờ bọn em khi mà gửi hàng cho các bác thì đảm bảo gửi đi là cây nó phải đẹp. Ít nhất là nó phải đẹp thì em mới gửi đi. Còn cây nào lỗi thì em sẽ bỏ ra ngoài. 90.000 đồng một chậu nhưng các bác nhé. Số lượng thì nhà em còn chút thôi. Hôm qua thì về 80 bầu, chắc bây giờ chỉ còn non nửa thôi ạ. Đấy, còn chỗ khu này thôi ạ. Tiếp theo đây thì đây là hai chậu gọi là gì? Vũ nữ hồng lâu mộng. Hàng này thì em bán từ trước lễ, tuy nhiên thì trong thời gian nghỉ lễ thì em cũng không chăm sóc nên là cái lá của nó bị cháy nắng rồi. Cái lá của nó bị cháy nắng. Còn duy nhất hai bầu này nên em bán thanh lý nhá. Thanh lý là 90.000 đồng một bầu. Cái này bình thường là 130, thì 150. Thì cái này em bán 90.000, đây là bán xả lỗ luôn tại vì cái lá của nó cháy nắng quá. Vậy các bác có thể các bác làm giống, mình cắt tỉa đi những cái lá này bởi vì chủ yếu là cái già hành, cái thân củ của nó thôi. Và mặt hàng tiếp theo mà nhà em vừa mới về thì chắc các bác cái này cũng khá là mới mẻ, đó chính là phụ nữ sao đêm ạ. Các bác để ý cái mặt bông của nó này, thời điểm này nó đang nụ nhá, lô này đang nụ, có những cây thì nó đang nở hoa như vậy rồi. Bông nó khá là to, bông khá là to và nhìn cái nhìn bên ngoài của nó khá là đẹp nhé các bác nhá, bông to và đẹp. Đây là mặt bông của phụ nữ sao đêm. Đây là một cành của nó rất là nhiều nụ hoa. Đây mới chỉ nở 3 nụ hoa thôi. Đấy. Và một bầu như vậy này, một bầu như vậy em ước chừng cho mọi người thôi. Hôm nay về tầm 30-40 bầu. Tầm 40 bầu này. Đấy, một chậu như vậy em bán là 130.000 đồng một bầu. 130 một bầu nhá, phụ nữ sao đêm. Cái này thì đang ngồng hoa, đang nụ. Nhưng mà em cũng sẽ cố gắng lựa cho các bác bởi vì nhiều khi thì gửi đi vào các bác ở xa thì không biết là nó đảm bảo cái nụ của nó còn giữ được không, nhưng mà vẫn cố gắng
giúp cho cái nụ này nó mình vẫn có thể chơi hoa được trọn vẹn nhất nha các bác nhá. 130.000 đồng một bầu, vũ nữ sao đêm. Bên đây thì nhà em còn một số chậu Dendro Xuân hàng thanh lý. Hàng thanh lý nghĩa là những cái chậu hàng đẹp thì em cũng đã lựa cho các bác rồi. Hàng bây giờ thì nó cũng bình thường thôi. Một số cây thì lá nó hơi vàng một chút. Nó rất là nhiều thân. Em bán 80.000 đồng một chậu nhá. Đặt một cặp là 150. Đặt một cặp 150. Hôm nay em bán xả thanh lý luôn này. Còn đây là trầm biên vàng ạ. Trầm biên vàng, trầm lá biên kẻ phát tài đấy ạ. Em bán là 220.000 đồng một bầu. Đặt từ 2 bầu là 400.000, 220 một bầu lẻ và đặt 2 bầu là 400.000 nhá. Và một mặt hàng mà các bác hỏi em rất là nhiều đó chính là phi điệp thần châu. Ở miền Nam thì người ta vẫn hay gọi là giả hạc thần châu, bởi vì miền Nam người ta hay gọi những cái dòng phi điệp là giả hạc, cái tên của nó rất là hay đúng không ạ? Và phi điệp thần châu này thì mặt bông của nó là mặt bông màu trắng. Màu trắng, hoa rất là sai hoa. Chậu này thì là chậu hai thân nhá các bác nhá. Chậu hai thân. Tuy nhiên thì lô đợt này về thì cây nó sẽ nhỏ hơn cái lô đợt trước một chút. Đấy. Thì cái giá thành nó sẽ hạ hơn một chút, một vài chục nghìn. Đấy. Để các bác có thể dễ hình dung. Hoa thì rất là đẹp, một chậu hai thân. Có những chậu thì nó sẽ là, đây em mới nhìn qua đây, thì chậu này nó là ba thân, thì hai cái thân này nó khá là ngắn, còn một thân dài. Đấy. Nói chung là một chậu nó cũng khá đồng đều nhau rồi. Một chậu thì em bán là 300.000 nhé các bác nhé, 300.000 đồng một chậu. Hôm nay thì về có 15 chậu để các bác sưu tầm thôi. Hàng này em đặt cũng khá là lâu rồi, thì hôm nay mới về hàng. Hôm vừa rồi hết hàng mà không đủ để trả đơn cho các bác ấy. Tiếp theo nữa đó chính là đai châu. Đây là những cái dòng đai châu Thái Lai. Đai châu Thái Lai hiện tại thì nhà em có 4 màu. Giới thiệu cho các bác là có 4 màu. Đầu tiên đó chính là màu hương vàng sắc nguyệt ạ. Hương vàng sắc nguyệt. Tí em sẽ cho mọi người xem cái mặt bông chi tiết của từng loại màu hoa. Đây là hàng bên Thái, người ta gửi cái mặt bông về, hàng đã nở trực tiếp tại vườn. Hàng này là em tưới đây, em phải treo cái rễ của nó treo ngược lên này để cho nó không bị đọng nước vào các cuốn lá này. Khi mà gửi cho các bác thì hàng nó đảm bảo hơn. Đấy ạ. Đây là hương vàng sắc nguyệt. Còn phía bên đây đó chính là đai châu blue màu xanh tím này. Đai châu blue màu xanh tím. Và vừa về thêm một cái lô hàng nữa, đó chính là đai châu đỏ chấm bi. Hàng này quá là chạy hàng ở nhà em. Và cái cây của nó khá là to nha các bác nhé. Đỏ chấm bi hôm nay về có 20 cây thôi. Đỏ chấm bi. Và cuối cùng là hồng chấm chớp ạ. Hồng chấm chớp thì ở phía bên đây. Em sẽ cho mọi người xem cái hồng chấm chớp. Đấy, số lượng thì còn chút thôi, tại vì hàng này thì nhà em bán khá là chạy hàng. Bởi vì cái dòng đai châu là cái dòng đa ra hoa thời điểm Tết đấy các bác. Nên là các bác về trồng thời điểm này thì nó quen với khí hậu của mình, và thứ hai là nó cũng khá là ổn định hơn. Khá là ổn định hơn. Nên là Tết các bác được ngắm hoa một cách trọn vẹn nhất. Thì trung bình mỗi cây này em đều bán đồng giá là 230.000 đồng một cây nhé. 230.000 đồng một cây. Và hôm nay thì các bác mà đặt một bộ 4 cây thì em sẽ để tròn là 900.000. Đấy, tổng là 920, nhưng mà nếu mà đặt một bộ 4 cây thì em sẽ là 900.000. Còn tiếp theo đây đó chính là cửu bảo tiên Lavanda, hàng vừa mới về. Đấy. Hàng hôm nay thì còn lại vài sót lại vài cây. Nên là nó hơi lỗi thì em sẽ để lại, em không bán, sau này em bán thanh lý. Còn đây là hàng mới về, đây là hàng lô mới nhé các bác nhé. Hàng lô vừa về đấy ạ. Và cửu bảo tiên Lavanda em đang bán là 230.000 đồng một cây. Một cặp là 450. Đấy. Hàng này bán khá là chạy hàng. Nhân tiện đây thì em sẽ cho mọi người xem luôn mặt bông của từng loại đai châu ạ. Trước tiên đó chính là đai châu blue, một màu hoa xanh tím này. Còn mũi. Đây là bột blue ạ. Mặt bông tiếp theo đó chính là đai châu đỏ chấm bi, là cây loại to nhất trong các dòng đai châu mà hiện tại em đang bán. Đấy, đỏ chấm bi ạ, màu đỏ đem đến sự may mắn và những ngày đầu năm mới. Còn đây là đai châu hương vàng sắc nguyệt, cái đai châu mà lai với dòng hoàng nhạn, nên các bác nhìn phước qua thì các bác sẽ nhìn thấy nó khá là giống với cây hoàng nhạn đúng không ạ? Đây là cây này nó sẽ có vị mùi hương của cái dòng hoàng nhạn lai với dòng đai châu. Và cuối cùng đây là đai châu hồng chấm chớp. Bốn loại đai châu hiện tại em đang bán với giá thành là 230.000 và bằng một bộ 4 cây là 900.000 tròn nha các bác nhé. Còn đây là mặt bông của cửu bảo tiên Lavanda đây ạ. Đấy, mặt bông mà nhà vườn cung cấp cho em ạ. Và hôm nay thì lại về thêm một lô hoàng tử áo đỏ nữa, hoàng tử đỏ cây phong thủy, hàng vừa mới về mới nhé các bác nhé. Hàng này bởi vì nhu cầu đặt hàng của bác khá là nhiều nên hôm nay em lại vừa nhập thêm một lô hàng mới. Và em bán là 200.000 đồng một cây. Các bác đặt từ 2 cây trở lên là 180.000. Cái này thì hàng hoa Tết. Hoa Tết và cái hoàng tử áo đỏ thì nó khá là nhiều ý nghĩa. Người ta có thể là sử dụng để tặng tân gia, hoặc là tặng vào những cái dịp khai trương cửa hàng. Và bởi vì cái hoa của nó màu đỏ đấy ạ, nó đem đến sức may mắn, đem đến sắc xuân, những sự may mắn cho gia đình của mình những ngày đầu năm.
Và tiếp theo nữa đó chính là mặt hàng Panda. Panda thì nhà em còn khá là nhiều. Hôm nay thì em cũng sẽ bán giảm giá cho các bác nhé. Bởi vì lô bây giờ thì nói chung là cây nó cũng khá là đẹp, nhưng mà nó sẽ là những cái cây không có nụ. Bởi vì cái dòng hàng nụ em nhập nó khá đắt tiền. Đây là cái hàng mà nó lẫn với cái hàng nụ ấy. Em bán là 130.000 đồng một cây, 130 một cây. Hôm nay bán giảm giá luôn. Bình thường nó rơi vào tầm 180, nếu một cây có nụ nó phải rơi vào 180 ạ. Tiếp theo thì còn hai chậu. Đây là chậu đai châu Thái, màu hoa sổ số, hôm nay em bán thanh lý này. Chậu này thì trước là 350, nhưng mà cái này nó bị gãy mất mấy cái cặp lá gốc này. Thì em bán là 250.000. Đấy, bán xả thanh lý luôn cái chậu này. Lá nó rất là đẹp, ở trên nó rất là đẹp, nhưng mà nó bị mất cái cặp lá gốc thôi. Còn cái chậu này, chậu này thì rất là nhiều cặp lá, chỉ có điều là hàng này là hàng hồi của em, nên là khi mà về đến chỗ em thì cây nó sẽ đã bị lá nó bị lỗi rồi này. Nó chỉ bị sứt lá thôi, bị sứt lá. Và chậu này em để là 300.000. Đấy, một chậu 250, một chậu 300. Đai châu một sổ số nhưng mà nhé. Đai châu Thái ạ, đai châu Thái hoa Tết luôn. À, em có hai chậu giả hàng Hawaii, hàng chơi Tết ạ. Hàng này thì do khách đặt hàng, tuy nhiên thì qua nghỉ lễ thì khách đang bảo là vừa hết tiền nên là đang bảo em bán lại. Nên là còn hai chậu duy nhất này, bác nào đặt hàng thì em sẽ bớt cho các bác là 50.000 đồng một chậu nhé. 50.000 đồng một chậu, cái dòng giả hàng Hawaii màu trắng tím này. Hàng này em bán khá là chạy hàng. Hôm vừa rồi thì dính nghỉ lễ đấy, nên là chắc chắc là bác chơi lễ nên là hết tiền, nên là bây giờ bảo bán lại. Đấy, thì bác bảo là lấy lô sau cũng được. Hôm nay thì em còn cái giò B6 này. Giò B6 gồm 4 thân. Giò này em bán là 500.000. Em sẽ bớt cho 50.000 một chậu nhé. Các bác lưu ý là giá này là giá em chưa bớt này. Tiếp theo là giò B15. Giò này gồm 5 thân. Đấy, 5 thân. Đấy, quay chi tiết cho các bác. Giò này là 550. Tính ra chỉ có 500.000. Tính ra chỉ có 100.000 một thân thôi. Hàng rất là rẻ. Và còn một số mặt hàng tồn thanh lý thì em cũng sẽ quay nốt để các bác có thể tiện đặt hàng. Ngày mai thì nhà em về lô những cái lô hàng rừng, hàng mới, cả hàng Tây Bắc. Rất là nhiều mặt hàng mới thì rất mong các bác có thể theo dõi ạ. Hôm nay thì hàng này còn tồn lại ít thì em sẽ bán xả thanh lý đây. Hiện tại thì shop nào em vẫn đang bán thanh lý là 80.000 đồng một cân. 80.000 đồng một cân nhé các bác nhé. Đây, còn một ít đuôi chồn này. Còn một ít đuôi chồn chồn giống này. Thôi cũng bán cùng với sóc nào là 80.000 đồng một cân đi. Còn tiếp theo đây đó chính là hoàng thảo Ý Ngọc. Ý Ngọc ạ. Ý Ngọc hôm nay em sẽ bán thanh lý là 120 một cân ạ. 120.000 đồng một cân. Bán xả luôn cái lô Ý Ngọc này. Thực ra là cái hàng này nó vẫn rất là khỏe, rất là đẹp. Chỉ có điều là thời tiết nó nóng. Vừa rồi ấy, nó nóng nên là cái lá của nó xuống lá khá là nhanh. Đây các bác để ý này. Một số cây thì sắp đến cái thời điểm nó thắt ngọn xuống lá rồi. Nên là lá của nó sẽ như thế này. Đây là thân tơ, thân hoa năm tới nhé. Hoa Ý Ngọc thì rất là sai hoa. Còn đây là trinh bạch này. Hoàng thảo trinh bạch 80.000 đồng một cân. Chỗ này thì chắc còn gần một cân. Đai châu rừng. Hiện tại em đang bán thanh lý ạ. 500.000 đồng một cân ạ. Thanh lý. Hàng thanh lý thì nói chung là cũng có một số cây nó hơi mất nước một chút. Nhưng mà hàng đai châu thì các bác biết rồi ấy. Thời điểm này mất nước thì nó tương đương với cái thời điểm đầu năm khi mà đai châu nó khan hàng, và mùa đấy là mùa đang là cái mùa mà bên Lào người ta bên đấy là đang là mùa khô của Lào ấy. Thì tình trạng mà nó kể cả nó mất nước thì cũng không thể nào bằng cái thời điểm đầu năm, nó xấu ghê luôn. Nhưng mà hồi đấy các bác mua rất là nhiều, và thứ hai là hàng đấy các bác mua chính ra lại được rất là dôi cân. Đấy, đây là một số cây nó có hiện tượng hơi mất nước một chút, nhưng cũng có cây rất là tươi, chẳng qua là cái lá nó sẽ có một chút nào nó gọi là lỗi, nên em bán thanh lý là 500.000 đồng một cân. Hoàng thảo u lồi 230.000 đồng một cân ạ. Hàng xuống lá 230 một cân này. Cuối tháng 8. Úi dồi ôi, cái lô cuối tháng 8 này nhặt đi cho các bác rồi. Bây giờ cái chỗ này thì nó hơi xấu này. Nói chung là hàng này nó là hàng xấu rồi. Các bác về làm giống thì các bác có thể lấy cái loại này. Cả lý nhí nhỏ cũng có. Loại này thì nếu các bác em bán lẻ là 200.000 đồng một cân, còn lấy hết là 150 một cân. Cái này bán xả lỗ luôn ấy. Gọi là lỗ đậm luôn. Riêng cái lô cuối tháng 8. Và bên đây thì còn một số mặt hàng nữa. Đây ạ, còn một ít kiều vàng. Kiều vàng nó bán thanh lý là 100.000 đồng một cân. Chỗ này tầm khoảng 3 cân thôi. Bác nào mà lấy hết được cái chỗ kiều vàng này em để 80.000 một cân. Hàng này làm giống ạ. Còn tiếp theo ngoài đây thì có cả bạch hỏa hoàng ạ. Bạch hỏa hoàng.
Bạch quả hoàng là 350.000 đồng một cân, 35.000 đồng một lạng. Hôm nay thì ưu đãi bác nào lấy hẳn một cân thì em để là 300.000 nhé. 300.000 nếu các bác để lấy hẳn một cân ạ. Và cuối cùng là cái mặt hàng đang rất là hot trên thị trường, đó chính là hoàng nhạn tháng 8. Thời điểm này thì hoàng nhạn tháng 8 là đang là vào thời điểm mùa nụ của cây. Mùa nụ của cây nên là có những cây thì đang sưng nụ rồi, và có cây thì đã nở hoa chớm rồi này các bác này. Đấy, đây là một cái mặt bông mà nó hiện tại em vừa về hàng thì đã nở rồi, và hoa nó rất là thơm. Đúng là cái tên, theo cái tên gọi mà người ta vẫn hay vì đó là đệ nhất hương thơm, đó chính là cái hoàng nhạn tháng 8. Nó vừa quý, vừa hiếm, lại vừa đẹp, lại vừa thơm nữa. Loại này thì các bác sưu tầm thôi, các bác có thể lấy 1 đến 2 cây để các bác về các bác sưu tầm để cho khu vườn của mình thêm phong phú. Bởi vì dòng này thì dòng khá là đắt đỏ rồi. Và hôm qua thì nhà em về cái lô hàng chip khá là nhiều nên là rất là vừa với túi tiền các bác. Và hôm nay thì số lượng thì nhà em còn chút thôi. Đây thì cái loại mà nhỏ nhất, nhỏ chip chip nhất ấy, thì nhà em hiện tại hết hàng. Em chỉ còn cái loại 100.000 đồng một cây, loại 150 một cây và một số mặt hàng hình. Một số mặt hàng hình nhé các bác nhé. Đây ạ, cái loại 100.000 đồng một cây. Em sẽ quay để cho bác dễ hình dung. Cái loại này thì em sẽ ước chừng lên bàn tay của em nhé. Tại vì nhiều khi các bác biết rồi ấy, em sẽ quay video thì em sẽ quay chi tiết vào cái cây, nhiều khi nó sẽ hơi gần một chút. Nên là các bác khi mà các bác nhìn trên cái màn hình nó sẽ khá là to. Và thứ hai là nếu mà các bác xem ở trên màn hình TV ấy thì nó lại là màn hình phẳng LED nữa thì thôi rồi, nó sẽ zoom lên rất là to. Nên là em sẽ ước chừng lên cái bàn tay của mình để các bác dễ hình dung nhé. Đây là cái loại cây 100.000 ạ. Loại cây 100.000. Nói chung nó cũng chỉ phang phác nhau thôi. Nó còn tùy vào cái nó không thể nào mình đếm cặp lá được. Tại vì có những cây mà cặp lá nó ít nhưng mà cây nó lại rất là to. Nhưng có cây cặp lá nó nhiều ấy, nhưng nó lại nhỏ. Nên là nhiều khi nó cũng có thể là bằng một cái mức giá đấy. Riêng cái dòng loại 100.000 ấy, kể cả những loại dòng hoàng nhạn 150 này, không phải là 100% có nụ, bởi vì các bác biết rồi, những cái dòng cây nhỏ thì rất là không phải là lúc nào nó cũng khỏe, đủ khỏe để nó có thể nó phát triển nụ luôn thời điểm này. Đấy. Nên là cũng có cây thì các bác khi các bác để ý này, cũng có cây nó đang nụ hoa, ngồng hoa. Nhưng mà cũng có cây thì nó sẽ chưa có ngồng hoa, nên là em cũng sẽ nhặt cân đối cho các bác nhé. Để có thể đảm bảo 100% có nụ thì cái này có thể là điều này không thể rồi. Nhưng đảm bảo các bác là đây là hoàng nhạn tháng 8. Đấy. Em nhập loại nào thì em bán theo loại đấy thôi, các bác yên tâm đi. Đây là loại cây 100.000 ạ, loại cây 100.000. Em sẽ lựa đi những cái cây đẹp trước, còn những cây nào mà nó lỗi gì đó em sẽ bán thanh lý cuối cùng. Đấy, loại 100.000 đồng một cây. Hàng này thì rõ ràng là mọi lần nó rất là hết hàng nhanh, nhưng bởi vì hôm qua có những hàng lô nhỏ hơn nên là hiện tại thì vẫn còn. Nhưng mà nó số lượng so với hôm qua thì nó chỉ còn rất là ít thôi các bác ạ. Nên các bác nhanh tay tận thời điểm bây giờ. Cái này thì các bác vào nhà vườn thì nó sẽ được rơi mầm hơn. Còn loại 150 thì cây này nó to hơn này. 150 cây nó to hơn nhé các bác nhé. Đấy. Loại 150.000. 150.000 một cây ạ. Đấy. Hàng rừng thì nhiều khi thì nó sẽ có hơi xước xát của cái lá một chút, nhưng cái này thì không tránh khỏi rồi. Còn các bác yên tâm là nhiều bác thì cứ hỏi là liệu có bị gãy ngọn không thì bao gãy ngọn cho các bác nhé. Bởi vì cái hàng đã đắt tiền rồi lại gửi cho các bác một cái cây mà nó gãy ngọn, nó không còn ngọn nữa thì nhìn nó chẳng ra sao đúng không ạ. Còn trong trường hợp mà khi các bác nhận hàng không may mà bên em vô tình mà lại nhặt một cái cây mà không may nó bị gãy ngọn mà em không biết ấy, thì các bác vẫn cứ thể là các bác báo lại bên em, và bên em nếu mà chính xác như thế vậy, bên em sẽ gửi bù cho các bác một cây khác. Đấy. Chứ còn nhìn cái cây mà nó đã gãy ngọn mà hàng đắt tiền rồi thì nhìn nó chán đời, mình chẳng muốn trồng luôn. Còn tiếp theo đây đó chính là những cái dòng hàng hình, cả những cái hàng cây dời đó. Cây này thì là loại 200.000, loại 200.000. Đấy, kể cả có những cái cây 200.000 này, nó rất là to nhưng mà nó lại bị thui hoa chẳng hạn. Đấy. Và sau đây em quay qua hàng hình nhé các nhé, hàng hình. Hàng hình thì toàn những cây khủng thôi, toàn những cây hàng khủng thôi. Để có một cái cây hàng khủng như vậy thì nó thật là rất là phát triển rất là lâu đời rồi đấy ạ. Em sẽ quay qua những hình từ thấp đến to nhé. Tại vì hôm qua có khuyết một số hình rồi, nên là khi các bác nhìn các bác nhớ để ý cho em là cái ký hiệu này là ký hiệu nào. Đấy. Hoa này. Thực ra hàng rừng thì nó rất là đẹp, nhiều cây thì nó độ đậm nhạt nó hơi khác nhau một chút. Đấy. Được cái là hoa rất là thơm. Đầu tiên đó chính là cái hình N3. Hình N3 là một hình gồm một cây. Đấy, cây này 2-4 cặp lạ, đang một ngồng hoa dài này.
350 này. Hình N7 này, hình này. Ui. Hình này thì ngồng hoa nó còn mọc ở dưới đây nữa cơ các bác này. Đấy. Một ngồng hoa này. Đây là 3 4 ngồng hoa, tổng là 4 ngồng hoa nhá. Cây này 2 4 5 cặp lá. 420.000. Tiếp theo là hình N9, một cây 680.000. Dạ, cây này gồm 2 4 2 4 2 4 6, 7 cặp lá. 7 cặp lá đấy ạ. Hai ngồng hoa thì một ngồng hoa dài thì nó bị gãy rồi, còn ngồng hoa kia. Cây này thế cong rất là đẹp, các bác về các bác ghép một cái cục lũa ấy. Cây này 680.000, hình N9. Tiếp theo là hình N10 ạ, là một cây khủng luôn. Cây này 1.950 này, 950. Một cây lá xếp. Cây này gồm 2 4 6 8 cặp lá. Một cây khá là to, một ngồng hoa, hai ngồng hoa. Hiện tại thì đến mới có hai ngồng hoa. Cây này là 950 một cây. Các bác để ý cây nó to thế nào ạ. Đây ạ, chiều dài thân này. Đấy, một gang tay luôn. Đây là những cặp lá gốc nó đã rụng bớt rồi, chứ không thì nó phải là một cái cây này rất là lâu đời rồi. Tiếp theo là hình N11, 530.000. Một cây lá xếp, 2, 4, 6 cặp lá, đang một ngồng hoa. Cây này rất là xanh tươi, cây này đẹp luôn. Cây này là 530.000 này. Tiếp theo N12 là một cây đôi này. Đấy, hai ngồng hoa đang khá là dài, gồm hai cây này. Cây này cũng là một cây đôi và đang ngồng hoa này, rễ sữa đang bắt đầu mọc này. Cây này, một bộ 4 cây này em bán là 500.000. Hình N12, N14, 700.000. Hình này thì gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cặp lá. 8 cặp lá. Ngồng hoa của nó thì năm ngoái cũng khá là nhiều ngồng hoa và hoa dài. Năm nay thì đang lên một ngồng hoa này. Cây này 700.000. Hình N14. N15 là một cây 1 triệu đồng. Cây này quá là khủng luôn. Thực ra cái cây 950, cây 1 triệu này thì nó cũng ngang tài ngang sức với nhau thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cây này thì thế nó khá là cong này. Hai ngồng hoa khá là dài. Đấy. Cây này 1 triệu đồng, hình N15. Hàng khủng luôn đấy. Tiếp theo là hình N17 ạ. N17 là một cây gồm 2, 4, 6 cặp lá. Cây lá xếp V, bản lá to. Một ngồng hoa, hai ngồng hoa. Ngồng hoa này thì hơi bị gãy rồi. Đấy, nhưng mà cây lá mít nhá các bác nhá, mít. Mít luôn. Cây này 450 này, hình N17 này. N18 là một hình gồm 3 cây. Đây là cây thứ nhất này, 4 cặp lá, một ngồng hoa. Cây thứ hai đều là những cây xếp V rất là đẹp, tính ra chỉ có 250 một cây thôi. 2 4 5 cặp lá, một ngồng hoa. Và cây thứ ba 2 4 5 cặp lá, ngồng hoa này. 750 N18. N19 gồm một cây 450 ạ. Cây này rất là to này. Thực ra cây này bản lá rất là to luôn. Hai ngồng hoa. 450 hình N19. Hình N21 550.000. 550.000 này. 2 4 6 cặp lá. 2 4 6 cặp lá này. Đang một ngồng hoa, hai ngồng hoa, đấy ngồng hoa nhỏ nhỏ này. Ngồng thứ ba thì ngồng này nó dài nó bị gãy rồi. Hình này 550 này. Hình N21 550. Hình N22. 22 là một hình đang nụ hoa. 280.000. Về các bác có thể chơi được hoa luôn. Hoa này cũng khá là bền đấy. 2 4 cặp lá. Các bác chiêm ngưỡng được luôn cái hoa của hoàng nhạn tháng 8. Tiếp theo là N20 mấy nhỉ? 28. 22 rồi, giờ đến 28 luôn nhé các bác nhé. Gồm 2 4 6 cặp lá. Một cây xếp V, 6 cặp lá, 650. Đang cặp lá số 7 này. Hoa khá là to. Đấy, 650. Tiếp theo là N29, gồm một cây 400.000. Cây này 2 4 5 cặp lá. Một ngồng hoa dài. Đấy. 400.000. Rất là to đúng không ạ?
Tiếp theo là 30, là một cây 550. Thực ra cây này cũng rất là đẹp này. Đấy. Cây này 2, 4, 6 gặp lá, một cây lá xếp V, rất là tươi. Hàng này cây nó rất là tươi luôn. Một ngồng hoa khá là dài, về các bác chơi được hoa luôn này, 550 này. Ui, tưởng là bị gãy một cái ngồng hoa của nó. Đây là cái ngồng hoa nó bị thui rồi, không sao. Tiếp theo là N31, gồm một cây 400.000. Cây này 2, 4, 5 cặp lá, đang một ngồng hoa này, cũng cây lá xếp, rất là đẹp, 400.000. Hình 32 cũng là một cây 400.000, 2, 4, 1 ngồng hoa, đang 5 cặp lá, 1 ngồng hoa này, cũng 400.000. N23, 280.000. Đấy, cây này thì gồm 2, 4 cặp lá, đang cả lá thứ 4 này. Đấy, ngồng hoa khá là dài, 280. N34 gồm một cây 300.000, 2, 4, đang cặp lá số 5 này, cây này 300.000. Cây này chính ra rất là đẹp, không bị rụng cặp lá gốc này. Tiếp theo là 35, cũng là một cây 280.000, 2, 4 cặp lá, 2 ngồng hoa, 1 ngồng hoa, 2 ngồng hoa này, 280.000. Tiếp theo là N36, 270.000, 2, 4 cặp lá, đang 1 ngồng hoa, 270.000. Tiếp theo là N37 này, 37 là một hình 280, 2, 4 cặp lá, 1 ngồng hoa, bản lá khá to, 280. Hình 38, 380 ạ, 2, 4, 5 cặp lá. Cái ngồng hoa này nó khá là nhiều nụ hoa, có vẻ là bị trột rồi. Đấy, cái này cho các bác, về các bác dưỡng cây thôi, 380.000 này. Và cùng là N39, 250. Hình này thì 1 ngồng hoa này, 1 ngồng hoa và 2, 4 cặp lá. Hình này 250.000. Hôm nay thì em có một số mã, em sẽ đánh thêm một số mã ngày hôm nay nữa. Thì các bác ưng hình nào thì các bác báo em nhé. Thực ra cái thời điểm này thì hoàng nhạn tháng 8 nó đã rất là giá cả là giá rất là bình ổn rồi. Và các bác sưu tầm thời điểm này thì mình lấy giá cả là hợp lý hơn. Em có cái loại 100.000 này, loại 150 này, loại 200.000. Và cuối cùng cái loại này thì tí em sẽ lọc ra có một số cây 200, tạm bị dẫn một số cây và một số mặt hàng hình nhá. Nên các bác ưng mặt hàng nào thì các bác bảo em. Trên đây là toàn thể những mặt hàng trong buổi tối ngày hôm nay nhà em có. Thì lâu lắm rồi em cũng đã không giới thiệu những mặt hàng phân thuốc mà gia đình nhà em cung cấp. Thì hôm nay em sẽ dành cho một số phút cuối cùng để em sẽ giới thiệu mặt hàng phân thuốc để các bác có thể là tiện đặt hàng nhé. Hiện tại thì sản phẩm của bên anh Nguyễn Quốc Tư, đây đầu tiên giới thiệu sản phẩm bên Nguyễn Quốc Tư, thì nhà em cung cấp đó chính là bao phân dê kali này, bao phân dê kali. Đây là phân dê hồi sinh toàn diện cho phong lan. Cái này là được sản xuất theo cái công nghệ mới của anh Tư. Và một bao 5 cân như vậy là em bán là 170.000 một bao 5 cân. Những dòng phân thuốc thì các bác có thể ship chậm để các bác đỡ tốn tiền cước, bởi vì nó cũng không cần cấp để làm gì cả. Tiếp theo nữa thì em có cái nấm Chico Đề Ma thì vừa hết hàng. Đây là phân bón lá Pseudomonas này, 130.000. Nấm Chico thì chắc ngày mai sẽ về hàng này. Đây là dịch chuối thần dược cho phong lan là 40.000 đồng một chai. Hôm vừa rồi thì vừa về cái humic acid này, dạng 1 lít là 120.000. Cái tinh dầu thảo mộc của anh Tư là 90.000 đồng một lọ. Ngoài ra thì có những mặt hàng khác như là B1 thường em bán là 20.000, B1 thái thì em bán là 40.000, B1 Mỹ dạng nhỏ này là 40.000 đồng một chai. Nano đồng em bán là 30.000, nano bạc là 35.000. Siêu lân 10.000 đồng một gói, Stanner là 20.000 đồng một gói. Tiếp theo đây là Ridomin Gold trị thán thư cho phong lan này, 50.000 đồng một gói này. Keo liền sẹo có hai loại, liền sẹo của Mỹ Tiến là 30.000, liền sẹo đen Mỹ là 50.000. Còn đây N3M 20.000 một lọ này. B12 chống sốc cho phong lan 25.000 đồng một lọ. Mengola xử lý giá thể cho cây trị nấm mốc vi khuẩn này 25.000. Decamon 65.000. Còn đây là Duy Xanh 60.000, di đỏ là 70.000, cái kia di xanh di đỏ này. Hùng Nguyễn 25.000 đồng một nọ. Còn đây là Antonic này, 10.000 đồng một gói. Antonic 10.000 đồng một gói. Phi San dạng gói 10.000 đồng một gói. Phi San đặc trị thối nhũn dạng gói là 10.000 đồng. Còn đây Phi San dạng nọ là 55.000 đồng này. Hiện tại phân bón lá các chỉ số NPK 30-10-10 này, 20 đều và 6-30-30, em bán là 25.000 đồng một lọ. Đầu châu hiện tại có đầu châu 501, 701 và 901 cũng 25.000 đồng một lọ này. Estic kích rễ của Thái này 70.000 đồng một lọ.
Rooting Power. Cái này thì phát triển bộ rễ cực mạnh này, 230.000 đồng một lọ. Còn đây là Anchancon, 40.000 đồng một gói. Kinkin Moon, cái sản phẩm mà hiện tại đang hot trên thị trường về cái đặc trị thối nhũn này, 50.000 đồng một gói. Rinomingo 50 rồi này, phát triển bộ rễ cho cây. Super Humi, cái này là 55.000 đồng một lọ. Super Thai, hiện tại thì em có một số loại như sau. Super Thai lại 100.000, là cái loại 50ml này. Cái loại 230.000 là loại 60, và cái loại 330.000 là loại 120ml. Túi lưới thì em bán là 20.000 đồng một lạng, 20.000 đồng một lạng ạ. Và phân bón thì hiện tại em có phân dê. Phân dê anh Tư vừa giới thiệu này là phân của Nhật này. 14, 13, 13 là 140.000 đồng một cân. Phân vàng của Mỹ là 150.000 đồng một cân. Đây túi lưới dạng cắt sẵn này, 20.000 đồng một bó này. Đây là túi lưới mà lưới lót chậu này, 200.000 đồng một cân, 20.000 đồng một lạng. Đa phần là những cái mặt hàng mà rất là quen thuộc với các bác rồi. Đấy, vỏ thông thì em bán là 20.000 đồng một cân. Dâu rừng là 60.000 đồng một cân. Vỏ thông thì có cả cái loại size to, size nhỏ. Và các kẻ những cái dòng dớn rồi phân chậu nhà em cũng đều cung cấp. Nhưng mà những cái dòng mà chậu trước này thì em cũng nghĩ là các bác có thể tiện cho mình ở gần đâu ấy thì mình mua ở đấy cũng được. Để nhiều khi cái tiền cước nó hơi cao nên là gửi đi cho các bác thì em cũng hơi sót cái tiền cước. Và cuối cùng thì em xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng của các bác trong phiên buổi tối ngày hôm nay. Các bác vui lòng là nếu mà các bác cảm thấy là muộn quá, các bác không tiện gọi điện thì các bác có thể nhắn tin. Và sau khi ngày mai thì trong tối nay hoặc ngày mai sẽ check tất cả những đơn hàng của các bác và gửi đi trong ngày mai nhé các bác nhé. Và một lần nữa thì xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong phiên buổi sáng ngày mai. Hàng ngày mai thì nhà em về buổi sáng thì em cũng sẽ quay update những mặt hàng để các bác có thể tiện theo dõi ạ. Xin chào tất cả mọi người.